Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Bi Phạm Cuộc Sống Mỹ Đam Mê Làm Giường. Thì hai chậu rau muống này mình quay cũng nhiều cái cuốn video của mùa này lắm rồi. Thì cái này là nó mới lên được một tuần nè cô chú anh chị các bạn. Thì hôm tuần trước mình hái mình đã ăn cái đọt, còn cái gốc mình chừa lại mình thử ngâm nước coi mình trồng thử bằng nhánh nó lên hay không. Thì rau muống này là mình trồng bằng hạt và bây giờ mình thử trồng bằng nhánh nha. Mà trồng là cuối mùa hè nữa, mình muốn thử là mùa thu. Mình trồng thử nhánh rau muống coi nó có lên hay không và mình đem vô trong nhà ni lông để mùa đông mình có thu hoạch được hay không. Thì mình đã ngâm nước được khoảng một tuần nay rồi, thì hôm nay mình sẽ đem ra mình trồng thử. Thì mình bây giờ mình sẽ mời cô chú anh chị bạn cùng đi trồng nhánh rau muống với mình. Thì đây là cái mớ rau muống mà mình mới vừa nói với lại cô chú anh chị bạn là mình ngâm được một tuần lễ nay. Thì bây giờ có nhánh thì nó cũng ra cái rễ dưới, thì có nhánh nó chưa có ra nhưng mà cái cọng nó rất là cứng và tươi. Tại mình ngâm được một tuần rồi đó, thì ngay chỗ cái nách lá mà mình lật cái lá nó đi thì nó sẽ đâm cái đọt nó ra và dưới cái nách lá đó nó sẽ ra rễ. Thì đây có cọng nó cũng đã lên cây con luôn rồi nè cô chú anh chị bạn thấy ha. Thì phía dưới của nó sẽ ra cái rễ dưới đó đó. Thì bây giờ mình sẽ ghim xuống dưới đất, thì nếu mà nó sống là nó sẽ ăn vô trong đất, là cái nhánh này nó sẽ tươi, nó sẽ sống, nó thành một cây rau muống mới cho mình ha. Cái chậu này là đợt trước mình trồng dưa hấu tí hon á, thì mình đi hè về cái nó bị chết hết rồi cô chú anh chị bạn ơi, mà nó không có tưới nước đầy đủ á nên nó bị chết. Mình lấy cái chậu này, bây giờ mình sẽ trồng cái nhánh rau muống xuống. Thì đất cũ mình sẽ không có thêm đất mới, nhưng mà điều không có tưới nước nên nó bị khô nè. Thì thường thì đất cũ á mình sẽ cho bột quế vô nha, để có những trứng sâu hay là những cái côn trùng gì đó nó sẽ không có tồn tại trong cái chậu rau của mình. Rồi, cũng như là muối ép sầm. Cái hũ muối ép sầm này của mình bỏ ngoài nắng, đâm ra bây giờ nó đóng cứng lại luôn rồi. Nó khô dễ sợ luôn. Thì rau ăn á mình sẽ không có bỏ bone meal, mình chỉ bỏ plate meal thôi, để cho nó giúp cái bộ rễ khỏe một chút thôi ha. Rau ăn lá sau khi mà nó lên lá rồi á thì mình sẽ tưới chỉ có cho phân cá thôi, mình sẽ không có cho phân gì ngoài phân cá. Và sau khi mình bỏ một ít phân rồi thì đất nó cứng quá, khô quá, mình sẽ cho một chút nước. Đất nó khô quá với lại cũng thời gian mà mình trồng cái chậu dưa hấu tí hon á, khi mà nó khô rồi mình bỏ luôn á, mình không có tưới nước nữa nên nó cứng nó khô, nên bây giờ mình phải xới tới xới lui rồi mình cho thêm nước vô để mà giống như cái đất nó giống như nó nở ra thì nó mới mềm, thì lúc đó mình mới trồng xuống được. Thì rau muống á, mình cắt khúc khúc thì mình ngay cái nách của nó sẽ đâm cái đọt con lên, thì mình sẽ trồng ngay chỗ cái rễ nó sẽ mọc từ đây ra ha. Đó, chỉ cần mình ghim đơn giản như thế này thôi, mình sẽ ghim hết cái chậu này luôn. Thank you.
Chậu rau muống của mình bữa nay nó đã lên rồi nè cô chú anh chị các bạn. Những cái nhánh mà hôm bữa nó lên cao á thì mình bỏ xuống cho nó giờ nó cao hơn ha. Còn những cái đọt nhỏ mà mới vừa trồi lên khỏi mặt đất là những cái nhánh mà hôm bữa nó mới vừa lú có chút xíu à, thì bây giờ nó cũng đã lên được một khoảng một lóng tay rồi. Thì chậu rau muống này là mình ghim từ nhánh, bây giờ nó đã sống rồi nghe cô chú anh chị các bạn. Thì để cũng mình cũng muốn trả lời với là một bạn cũng có hỏi mình trước kia là rau muống mình ghim bằng nhánh nếu mình không có hạt thì có được hay không, thì mình muốn trả lời với bạn là mình đã ghim bằng nhánh thử và nó đã lên. Vậy thì nếu cô chú anh chị các bạn nào ở những nơi mà mình mua hạt rau muống không có được á, thì mình có thể mua cọng rau muống ở chợ về mình ngâm nước rồi mình trồng là nó lên nha cô chú anh chị các bạn. Và bạn cũng có hỏi thêm một câu nữa đó là mình nên trồng rau muống vào mùa nào, thì tốt nhất là mình nên trồng mùa xuân, bởi vì mùa xuân là để vô nguyên cái mùa hè mình có thể thu hoạch được nhiều lần, còn nếu mình trồng bây giờ thì đã trễ rồi, vô mùa thu và mùa đông là mùa thu mình có thể thu hoạch được, còn mùa đông là nhiều khi lạnh quá rau muống đem vô nhà ni lông nó cũng không có lên được nhanh như là mùa hè. Nhưng mà mình muốn thử trồng bằng nhánh coi nó có lên hay không, nên mùa này cũng là cuối mùa hè rồi thì mình trồng thử rồi mình cũng sẽ khinh thử vô nhà ni lông mùa này để mình mùa đông coi có thu hoạch được hay không. Thì để trả lời câu hỏi của bạn, mình đã thử rồi, bây giờ mình cũng thấy nó cũng có lên được tốt, nhưng mình hy vọng là nó sẽ sống được mùa thu và mùa đông nha. Thì mình cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi hết cuốn video của mình hôm nay. Nếu cô chú anh chị và các bạn vẫn thích video của mình thì xin cho mình một like, một chia sẻ cũng như nhấn chuông để ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo. Bye bye.